Thế giới bóng đá sản sinh ra không nhiều những thiên tài như Rivaldo, Victor Pogba, Ferreira. Sinh ra tại Đông Bắc Brazil năm 1972, cậu bé con nhà nghèo ở Paulista này đã tiến một mạch đến đỉnh cao thế giới. Anh có tên gọi đơn giản là Rivaldo. Mặc dù gặp khó khăn từ đầu, nhưng quyết tâm thành công luôn thôi thúc Rivaldo. Đối với anh, tất cả tình yêu được dành cho bóng đá. Tôi không có điều kiện học hành như những bạn khác. Gia đình tôi quá nghèo. Ở trường, tôi phải phụ giúp bán hàng để có tiền. Thường thì cha mẹ những người khác sẽ vui khi thấy con em mình chơi bóng, vì có thể đổi đời. Nhưng bố tôi lại không thích. Tôi muốn chơi bóng bởi tôi thấy mình có thể chơi tốt. Vì vậy, tôi đã làm tất cả để trở thành một cầu thủ. Từ giải vô địch quốc gia Brazil, phong cách chơi bóng của Rivaldo nhanh chóng được lan truyền ra thế giới. Sau đó, anh gia nhập câu lạc bộ Deportivo La Coruña của Tây Ban Nha trước khi khẳng định tên tuổi ở Barcelona. Sau khi giúp Barca đoạt cúp La Liga và cúp nhà vua ngay ở mùa đầu tiên, Rivaldo đã lên đến đỉnh cao với chiếc vô địch thế giới cùng đội tuyển Brazil năm 2002. Ngoài ra, năm 1999, Rivaldo đã được trao danh hiệu của bóng vàng châu Âu và cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA. Vượt qua những nghịch cảnh để trở thành huyền thoại bóng đá như vậy, Rivaldo thật đáng ngưỡng mộ.